thùng mới và thuốc mới về nha anh em nha. Thuốc thì hạn tháng 4/2026 nhé. Đó. Đã thay đổi mẫu mã này, 10 viên này, và thay đổi cái mẫu mã sản phẩm này. Từ tháng 12/2025 trở về trước sẽ là 9 viên. Năm 2026, tháng 1/2026 trở đi sẽ là 10 viên nhé. Đó, thay đổi kiểu cách mẫu mã. Đây, và nó đóng gói một hộp của nó, một thùng của nó cũng 5 viên thôi. Rồi, cái thùng mới đây. Thùng này Spaza, phiên bản này khác một xíu nhé. Đây là cái màu này. Thông số này 25 lít 50 cm made in Japan nhé. Thùng chất lượng, đựng cá lớn rất là ok. Cái này có khay nhé. Khay thì thiết kế chống trượt này. Đấy. Khóa tới nét nữa. Đấy, đây nè. Ok, chống trượt nhé. Chấm rỉ nhá. Tuần này thì xịn sò chất lượng này, anh em tin tưởng mua rất là nhiều rồi. Không phải phản cảm nhé. Đó là thiết kế mở hai chiều nhé. Mở hai chiều tiện lợi. Mở hai chiều tiện lợi. Nếu mà nhấc mở cả hai cái thì sẽ nhấc luôn được cả luôn nha. Đấy, thấy không? Đấy, dễ dàng vệ sinh. Đựng những con cá dài các thứ nó rất là thuận lợi. Anh em ngồi câu thì mình có thể ngồi mở bên nào cũng được, không phải xoay lại. Đấy. Thằng này chắc là để dùng quá. Nha. Cáp chắc chắn. Màu này Nha Trang chắc chưa có. Quay sách rất tiện lợi. Đựng cá chiều dài bên ngoài nó khoảng 60 cm, bên trong nó là 50. Có thước đo cá đây nhé. Anh em cần thuốc hay là cái gì, đồ gì bên Nhật mà cần mình sẽ mua về cho nhé. Đảm bảo. Mỗi lần về hạn nó sẽ dài ra. Tháng 4 sắp tới nó có thể sẽ là tháng 7 hoặc tháng 8. Hạn cũng ngày nó mới dài. Thùng này anh em dùng và review rất là thích, đã thiết kế để ngồi nhá. Anh em nha. Đây. Nắp mở này cũng đăng ký độc quyền. Vừa rồi bên Nhật nó bị động đất nên là mình cũng không order nhiều thứ. Nên là ra Tết vừa rồi mới order về một số ít thôi chứ không nhiều. Đó. Để sắp tới vào mùa câu thì sẽ order nhiều hơn. Đó. Rồi xin cảm ơn anh em nhé.